chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Sau đây mời quý vị cùng điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023. Bế mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai lần thứ 19 năm 2023. Thưa quý vị, sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, chiều hôm qua 4 tháng 8, trận chung kết giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Đồng Nai lần thứ 19 năm 2023 đã diễn ra. Sau hai hiệp thi đấu căng thẳng, Biên Hòa đã xuất sắc đánh bại Tràng Bom với tỷ số 3-0, bảo vệ thành công chức vô địch. Tràng Bom giành hạng nhì, Tân Phú và Xuân Lộc đồng hạng 3. Cầu thủ số 10 Trần Văn Duy của Biên Hòa xuất sắc nhận cú đúp danh hiệu cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới. Theo tổng biên tập báo Đồng Nai, trưởng ban tổ chức giải Đào Văn Tuấn, qua 28 trận đấu, giải đã trở thành sân chơi vui khỏe, là nơi rèn luyện thể chất tinh thần bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Chất lượng giải đấu cũng được nâng lên rõ rệt. Ông Đào Văn Tuấn đánh giá: Giải đấu năm nay thực sự hấp dẫn, nâng cao về chất lượng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và có các tỷ số xích sao. Nhiều trận đấu phải giải quyết thắng thua ở những phút cuối cùng. Gần 30 trận đấu, giải đấu năm nay đã nổi lên một số cái nhân tố phải nói rất có triển vọng, như là cầu thủ số 10 của Biên Hòa, cầu thủ số 5 của Xuân Lộc, cầu thủ môn của Tràng Bom. Phải nói là các em thi đấu rất là nổi bật và xuất sắc tại giải đấu hôm nay. Hy vọng là các em sẽ đóng góp cho các cái tuyến trẻ của tỉnh trong thời gian tới. Chuyển sang các tin tức khác. Liên danh 6 nhà thầu vào vòng 2 gói thầu hơn 8,1 ngàn tỷ đồng tại dự án sân bay Long Thành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có thông báo nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu 4.6, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác thuộc dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là liên danh gồm Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex, Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Sienco 4, Công ty cổ phần xây dựng công trình hàng không 647. Gói thầu 4.6 có tổng mức đầu tư hơn 8,1 ngàn tỷ đồng. Đây là gói thầu có giá trị lớn thứ hai của dự án thành phần 3 sân bay Long Thành. Định Quán ngập gần 200 ha lúa hoa màu. Theo báo cáo nhanh của huyện Định Quán, gần 200 ha lúa hơn 80 ngày tuổi của người dân ở các xã Phú Hòa, Gia Canh và thị trấn Định Quán đã bị ngập sâu. Ngoài ra còn nhiều diện tích rau màu, cây ăn trái cũng trong tình trạng tương tự. Ông Hồ Văn Trương, nông dân xã Phú Hòa, huyện Định Quán lo lắng: Tôi là người dân sống ở đây cũng lâu năm mà chỉ có năm nay là nước lên coi như là cao hơn nhất mọi năm. Bây giờ đồng lúa này hư hết rồi, cá mắm gì mấy cái địa đằng kia là nó ra hết rồi. Đó, giờ mà anh nhìn coi, tàn hết luôn không? Đáng lo ngại hơn, nước còn có thể tiếp tục dâng do mưa lớn và thủy điện vẫn đang xả lũ. Ông Ngô Văn Tường, cán bộ nông nghiệp xã Phú Hòa, huyện Định Quán cho biết: Thì tới thời điểm hiện tại là nó ngập khoảng cỡ 120 hectare. Thì nếu mà cứ cái tình trạng mà còn mưa kéo dài và xả lũ nữa thì trong một hoặc hai ngày tới nữa thì cánh đồng Phú Hòa là cứ cái mưa như thế này thì sẽ ngập trắng hết nguyên cả cánh đồng. Nước lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà tiếp tục lên nhanh. Và thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, theo thông báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai vẫn ở mức cao. Dự báo mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai tiếp tục lên nhanh, có khả năng đạt đỉnh lũ xấp xỉ 113 m, sau đó biến đổi chậm và vẫn ở mức cao. Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà biến đổi chậm, có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức 106,2 đến 106,3 m, cao hơn mức báo động 2 0,7 đến 0,8 m, sau đó xuống chậm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán. Vùng hạ lưu sông Đồng Nai gồm các phường xã thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch, huyện Bắc Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập do lũ và chiều cường ở hạ lưu. Nhân Trạch ra quân tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 8, huyện Nhân Trạch đã ra quân tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo tại xã Vĩnh Thành. Trong ngày ra quân, cán bộ thú y huyện đã tiêm gần 2.000 liều vaccine tại 688 hộ, đạt 90% tổng đàn chó mèo tại xã. Số còn lại sẽ được tiếp tục tiêm vét. Trong đợt này, Nhân Trạch được phân bổ 7.000 liều vaccine phục vụ tiêm phòng dại miễn phí. Trước đó, ngành thú y huyện đã tiến hành tiêm ngừa 5.000 liều vaccine phòng dại tại thị trấn Hiệp Phước, các xã Phước An, Long Thọ, Phước Thiền và Phú Hội. Long Khánh khen thưởng đột xuất thủ khoa toàn quốc khối A1. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh vừa tổ chức lễ khen thưởng đột xuất tại gia đình em Vũ Hoàng Lương Huy ở phường Xuân Trung là thủ khoa toàn quốc khối A1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Vũ Hoàng Lương Huy trở thành thủ khoa toàn quốc khối A1 với tổng điểm 29,8 điểm, trong đó toán 9,8, vật lý 10 và tiếng Anh 10. 12 năm liền Huy đều là học sinh giỏi.
Trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Huy đạt 1.074/1.200 điểm. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của báo Đồng Nai.